Phúc xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đang ở lễ hội Dừa lần thứ 5 tại Bến Tre. Thì ở đây khám phá được một cái cơ sở làm bánh tráng Mỹ Lồng nổi tiếng tỉnh Bến Tre. Và nghe người ta đồn rằng nhà cô này đã làm cái nghề này khoảng riêng cô làm khoảng 40 năm. Còn cái nghề này của gia truyền nhà cô thì khoảng 100 năm. Thế bây giờ chúng ta hãy vào bên trong để chúng ta cùng review quay lại cái cảnh làm bánh tráng của làng nghề Mỹ Lồng. Mình quyết định mình thử cho là bạn nhìn nhé, nước nó lửa to quá, nước sôi thì nó sẽ tràn ra bên ngoài. Bên ngoài thì có một cái lồi, bên trong là một cái lu. Cái này là bên trong là một cái lu à? Lu. Cái chảo. Vâng. Bột này thì làm bằng bột gì? Bột gạo của mình phải chiên bột dừa với đường. Bột gạo nó có dừa với đường. Thơm mùi dừa đúng không? Có nước cốt dừa thơm. Phải. 4 cái nữa của chị này. Ngâm gạo bao lâu? Con cái. Ôi giời. Rất là đông. Này ngâm gạo bao lâu thì mình xay được? Hả? Ngâm gạo bao lâu thì xay được? Gạo khoảng nửa tiếng á. Nửa tiếng xay. Tới. Ngoài gạo với nước cốt dừa ra thì còn cái gì nữa không gì? Đường với mè. Đường, đường mè muối. Cho nó vừa ăn thôi chứ cái này là bánh dân gian của mình, không có xài quá chất. Vâng. Sữa có trứng nữa thì ngon hơn đúng không ạ? Nhưng mà có ba cái đó vô ăn ngán, ta không chịu. Ta chịu dừa hả? Ta chịu béo dừa. Ngày nào mà dì tráng nhiều nhất thì dì tráng được bao nhiêu cái? Nếu mà mình làm thủ công như vậy là ngày chịu 300. 300 là cao nhất. Bánh tráng ướt này thì còn cái bên kia là cái nướng lên giống dạ. Mùi dừa rất là thơm. Chưa? Tại vì anh
Tết mới có. Và cũng là một đặc sản cũng lâu lắm rồi đúng không? Truyền thống. Ngày em ăn được nhiều nhất là ăn bao nhiêu cái này? Được đúng không? À. Thì tráng này có ai tráng nữa không? Không, ở cái làng nghề này thì có ở đây không à? Vâng. Còn ở dưới thì có tráng nữa không? Không, nhưng mà gia đình nhà gì á? Ngoài gì tráng được thì còn ai tráng được không? Còn, vâng. Ngày xưa nghe nói là chỉ Tết mới được có ăn cái này thôi đúng không? Đúng rồi, Tết. Vâng. Và chính để Tết làm nó mới là đặc sản đấy, nó quý hơn. Rồi, con xin. Đúng rồi, đúng rồi đấy. Cái này cứ thế là cầm lên ăn thôi đúng không ạ? Mấy lớp đâu vậy? Đây là bánh tráng làng nghề Mỹ Lồng tỉnh Bến Tre. Hơi ngậy mùi cái này là dạ. Cái bánh
rẻ tiền nhất như là thấp nhất đó. À. Còn nếu có bánh ngon vừa phải nhiều đắt nữa. Nó sao, sao, sao không làm ngon hơn? Chị này luôn. Nhưng mà thấy rồi, thấy cái nước này rồi, chị ba rồi bỏ. Vâng. Ở nhà cô thì chứ cô ăn cô lựa loại lấy dừa với đi nhà với cái bánh dừa làm ăn khác. Ngày sáng ăn sáng khoảng ba cái này là ổn đấy, là no đấy. Đấy. Thế mày là cô là chắc là lười ăn đấy. Ờ, từ nó nãy giờ tráng không kịp nhỉ. Không kịp. Cái này là cô phải làm hai bếp ấy. Còn một cái nữa. Cái con dây mũ hả? Đủ rồi đấy. Đủ rồi. Hơi ngậy, hơi béo. Hơi ngậy và béo đấy. À. Anh ăn chả dừa được mấy cục? Là hai cục thôi. Ồ, ăn hai cái bánh này là giỏi rồi. Thôi em là lần đầu tiên em ăn. Lần đầu tiên. Cái gì cái cho cô kia hai cái nữa kìa. Rồi, cô mới bắt cá nha. Đi bắt cá lúc sáng sao giờ cô? 5 ngàn hả? Lấy hơn 3 cái đi. Chắc phải chị phải chờ này, bên này chờ lâu lắm rồi. Chị kêu thôi. Lần đầu tiên được thưởng thức món này, thơm, ngậy, ngon, đặc sản của Mỹ Lồng, Bến Tre. Đặc biệt là ở đây khách đang chờ ngoài rất là nhiều. Hôm nay cô sẽ tráng mỏi tay đấy. Hôm nay chắc chắn là sẽ mỏi tay. Rồi, con cảm ơn nhiều nha. Chào cô. Yeah.